Nếu anh chị chúng ta đang nghiên cứu lựa chọn một chiếc đèn năng lượng mặt trời với cái mức tài chính là phù hợp khoảng vài trăm nghìn thôi, hoặc là nếu mà anh chị chúng ta lần đầu tiên đang muốn tìm một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời để về trải nghiệm xem là sử dụng đèn năng lượng mặt trời nó như thế nào, thế thì để đáp ứng được nhu cầu của tất cả anh chị thì trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời bulb với công suất là 100W với mức giá là chưa đến 500.000 anh chị ạ. Và cái mẫu đèn này thì hiện tại nó sẽ phù hợp với ai, lắp ở đâu thì xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng theo dõi và bắt đầu video này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về cái mức giá của bộ sản phẩm này. Thì thứ nhất là khẳng định với anh chị là giá nó cực kỳ rẻ. Em cũng sẽ báo giá luôn để anh chị chúng ta có thể nắm bắt được. Thì hiện tại với một cái bộ sản phẩm đèn bulb 100W này thì Hoàng Long đang bán với giá là 480.000 đồng anh chị ạ. Bao gồm thân đèn, tấm pin, các phụ kiện điều khiển ống vít đầy đủ kèm theo và cả phí ship tận nhà cho anh chị luôn. Và đặc biệt là khi mà anh chị chúng ta mua hai bộ sản phẩm thì sẽ gồm hai đèn và hai tấm pin thì giá bên em sẽ bớt cho anh chị một chút, tính anh chị 450.000 một bộ, hai bộ là 900.000. Thì đấy là về cái mức giá của nó. Thế thì với cái mức giá này thì nếu mà anh chị so với những cái sản phẩm thường xuyên ở trên Hoàng Long đây thì nó cực kỳ là rẻ rồi anh chị ạ. Nhưng mà so với những cái hàng trôi nổi thì có khi nó vẫn đắt hơn. Thế nhưng mà khi mà anh chị chúng ta so sánh một chiếc đèn ấy thì anh chị chúng ta phải so sánh cái giá tiền dựa trên cái chất lượng của nó và cái nhu cầu của mình. Thế thì tại sao Hoàng Long lại tạo ra cái sản phẩm như thế này? Thì cũng chia sẻ với anh chị là trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều anh chị chúng ta chưa sử dụng đèn năng lượng bao giờ. Và chúng ta hay tham mua phải những cái đèn 500W hoặc 1.500W với giá chỉ có 200-300.000 thôi. Đến lúc là về không sử dụng được anh chị ạ và hỏng. Sau đó thì có điện lên bên em và nhờ tư vấn sửa chữa. Thế thì thực sự anh chị là chúng ta cũng mất đồng tiền chúng ta bỏ ra, nhưng mà nếu mà anh chị chúng ta biết cách mua thì vẫn được cái sản phẩm chất lượng tốt, chứ không nhất thiết là cứ phải đắt tiền mới tốt. Thế thì Hoàng Long sinh ra cái mẫu này để đáp ứng cho những anh chị như vậy. Chúng ta lần đầu tiên chúng ta chưa biết, chúng ta có thể trải nghiệm sử dụng cái mẫu đèn này. Cái thứ hai là với giá chưa đến 500.000 nhưng anh chị chúng ta vẫn được sử dụng một chiếc đèn là chính hãng, đấy, có bảo hành anh chị ạ. Thì với cái sản phẩm này thì Hoàng Long thiết kế ra là sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà chúng ta có không gian diện tích nhỏ, tầm khoảng 15 đến 20 mét vuông đổ lại, và đặc biệt là anh chị chúng ta có nhu cầu lắp ở trong nhà. Thì cái mẫu này nó sẽ rất là phù hợp cho anh chị chúng ta lắp ở phòng, ví dụ như là phòng bếp này, phòng vệ sinh này, hoặc là phòng ngủ. Bởi vì cái độ sáng thì nó sẽ chỉ phù hợp với cái diện tích nhỏ thôi, từ khoảng 10 đến 15 mét vuông. Tiếp theo là về cái chức năng cũng như là cái cấu tạo của bộ sản phẩm này thì sẽ như thế nào. Thì mặc dù là một cái sản phẩm giá rất rẻ anh chị ạ, nhưng nó vẫn có đầy đủ những tính năng cơ bản của một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Ví dụ như là nó sẽ vẫn có một cái bảng pin rời để nạp điện, đây là có một cái thân đèn và vẫn có điều khiển từ xa anh chị nhé, cái này là rất là đặc biệt này, vẫn có điều khiển từ xa, vẫn có ốc vít kèm theo và có cả phiếu bảo hành khi mà anh chị mua hàng tại Hoàng Long. Thế thì về cái cách thức hoạt động của mẫu này thì rất là đơn giản thôi. Tấm pin thì anh chị chúng ta sẽ để ở ngoài trời đấy, để hấp thụ ánh nắng, và đằng sau tấm pin này sẽ có một cái dây nối dài 5 mét. Sau đó thì anh chị chúng ta sẽ cắm và kết nối với lại cái thân đèn như thế này. Và khi mà kết nối thì ban ngày chiếc đèn nó sẽ bao sạc và buổi tối thì đèn nó sẽ tự sáng. Đấy, về cái cách sử dụng thì anh chị chúng ta có thể treo lên. Trên này nó có cả móc treo luôn anh chị ạ. Chúng ta có thể treo lên và chúng ta sử dụng giống như những cái bóng đèn hình tròn hạ điện 220 mà anh chị vẫn sử dụng hàng ngày ở gia đình. Và lắp lên thì cái độ sáng nó rất là tốt và nó sẽ không bị chói mắt. Đấy, nó không giống như dòng đèn pha. Nếu ví dụ anh chị sử dụng đèn pha này mà trong nhà thì rất là chói mắt, nhưng mà cái mẫu này thì hoàn toàn không như vậy anh chị ạ. Nó treo lên sáng như đèn điện bình thường của anh chị đấy. Và khi mà lắp ở trong cái diện tích từ 10 đến 15 mét vuông trong phòng thì anh chị gần như không có phân biệt được đèn năng lượng hay là đèn điện 220 đâu anh chị ạ. Về thông số kỹ thuật của cái mẫu này thì em sẽ nói qua một chút để anh chị nào mà chúng ta am hiểu thì anh chị có thể nắm bắt được. Về tấm pin thì Hoàng Long trang bị cho nó một tấm pin kích thước là 29x35, nhưng mà công nghệ của nó là tấm pin mono sạc nhanh anh chị nhé. Mặc dù là sản phẩm giá rất rẻ nhưng vẫn được trang bị tấm pin công nghệ sạc nhanh. Cái thứ hai là về cái thân đèn này thì bên em sẽ sử dụng cho nó là 60 chip led 5730, loại led rất là bền và là led to, và đi kèm với nó là 26 pin dung lượng là 12.000 mAh và loại pin là 32700 đời mới. Thế nên là em mới nói là mặc dù giá rẻ nhưng mà anh chị có thể thấy số lượng nó ít thôi nhưng chất lượng của nó thì cực kỳ tốt, bởi vì bên em toàn làm những cái linh kiện chuẩn cho anh chị thôi. Pin là pin mono, led là led to và pin cũng sử dụng pin đời mới là 32700. Khi mà anh chị sử dụng mẫu này thì chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng tăng giảm ở trên điều khiển. Ví dụ như anh chị ấn 100% sáng hoặc là 50. Ngoài ra thì anh chị còn có thêm cả hẹn giờ nữa.
Bởi vì nhiều khi mà anh chị sử dụng trong phòng ấy, chúng ta không muốn sáng cả đêm mà chúng ta chỉ muốn sáng đến khoảng 9-10 giờ tối chúng ta tắt đi để ngủ, thì anh chị có thể ấn nút hẹn giờ 3 giờ, 5 giờ hoặc 8 giờ. Đấy, còn nếu mà anh chị chúng ta để cả đêm thì mẫu này nó có thể duy trì sáng được từ 10 đến 12 tiếng anh chị ạ. Rất là tốt luôn. Nhược điểm của mẫu này chỉ có mỗi cái là nó không thể lắp được diện tích rộng thôi. Nó chỉ lắp ở diện tích nhỏ thôi. Còn khi mà anh chị chúng ta lắp diện tích rộng thì nó sẽ không đủ ánh sáng. Nên là khi anh chị chúng ta mua thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái diện tích mà anh chị lắp đặt, làm sao lựa chọn cho nó phù hợp. Và khi mà anh chị mua thì bên em sẽ gửi kèm cho anh chị một cái phiếu bảo hành chính hãng của công ty Hoàng Long. Sản phẩm này thì sẽ được bảo hành chính hãng anh chị ạ, và có thông tin địa chỉ công ty rất là rõ ràng trên đây, và có cả số điện thoại nữa. Đằng sau thì sẽ có hướng dẫn lắp đặt. Thì trên đây em đã tư vấn và giới thiệu cho anh chị về cái mẫu đèn bút với công suất là 100W, từ đến cấu tạo, giá bán đến cái vị trí lắp đặt làm sao cho nó phù hợp. Và nếu anh chị nào quan tâm về sản phẩm này, muốn đặt hàng thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh chị, và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo.